Ok, hello game và chào quay trở lại với channel Popo và chào cả chị em luôn. Và hôm nay tiếp tục với game bắn súng các bạn nhá. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một con game có tên là Gunspin. Nó sẽ có một cái lối chơi khá là vui vẻ đấy các bạn ạ. Và không nói nhiều, anh em mình cùng trải nghiệm. Rồi, và nếu các bạn thấy thích con game này thì nhớ nhấn like cho video với cả đăng ký kênh để giúp mình sớm đạt được 2 triệu người đăng ký nhé. Đây là hệ thống upgrade cái khẩu súng của mình các bạn nhé. Đầu tiên là tăng số lượng đạn. Đây là tăng sức mạnh này, tăng sức mạnh bắn à. Hiện tại là chưa có tiền nên là tôi chưa nâng cấp được. Tiếp anh em mình vào thử bắn cái nhá, để tôi xem cách chơi nó như nào đây. À, mình sẽ có 3 viên đạn và mình sẽ phải đi đủ một cái quãng đường để mình có thể mở được cái khẩu súng mới, đúng không? Bùm, 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 bùm. À, tôi phải bắn làm sao để cho khẩu súng của mình nó bay càng xa càng tốt. Chơi lại nào. Đây rồi, đây rồi, đấy. Bay được 70m rồi các bạn nhá. Tôi sẽ xem quảng cáo để nhận gấp 2 số tiền. Khổ thế nhỉ, suốt ngày phải xem quảng cáo. Đây rồi, tôi sẽ nâng cấp. Ok, bây giờ mình bắn được 4 viên rồi các bạn ạ. Ấy, yếu thế nhỉ. Tôi cảm giác súng này là nó hơi bị yếu sinh và lý nhá. Còn hóa thì không biết. A few moments later. Úi dồi ôi, bây giờ tôi nhiều tiền quá rồi các bạn ơi. Bây giờ là tôi đã nâng cấp lên thành 8 viên đạn rồi. Và tôi nghĩ là anh em mình sẽ nâng cấp thêm những cái này. Đây là những cái hộp đạn các bạn ơi. Đây là những cái hộp đạn để mà anh em mình bay lên, mình ăn thêm và mình có thể bắn thêm được. Chắc tôi là sẽ nâng cấp vào cái sức mạnh của đường đạn đi. Ok nhá, bây giờ anh em mình bắn tiếp này. Để xem quãng đường chúng ta đi được là bao xa. Bao xa, bao xa. Bây giờ tôi biết cách bắn rồi. Ôi rồi, ôi rồi, ôi rồi. Ui, coi lại nhá. Tôi biết cách bắn rồi, nó phải khác. Đây, anh em mình mở được súng mới rồi. Xịn luôn các bạn ơi. Để xem súng này súng gì đây, kiểu Anaconda đúng không? Đấy rồi, tôi đã mở được súng mới. Wow, và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau xem nào. Ở đây có rất là nhiều súng này. Ui rồi, ui rồi, ui rồi, súng tím. Ui, súng vàng luôn ạ, gớm đấy nhở. Nghe có vẻ ghê gớm. Rồi, bây giờ tôi sẽ chọn cái súng bên này. Anaconda. Bắn luôn, bắn luôn. Ôi 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 ôi. Đây, từ từ. Ôi 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 ôi. À, rơi xuống mà còn đạn là anh em mình vẫn bắn được tiếp các bạn nhá. Rồi, anh em mình đã bay được 295m rồi. Tôi lại xem quảng cáo để nhận x2 tiền cái đã. Người chơi hệ cầy chay, tôi phải nói luôn, mình chính xác là nô lệ của quảng cáo các bạn nhá. Tôi phải xem quảng cáo, không xem là tôi không chịu được. Tôi bị bứt rứt, tôi bị khó chịu. Rồi, để tôi cộng thêm mấy cái này vào. Rồi, đây, cộng nốt đi, cộng nốt đi. Đó, thế cho nó máu. Cộng nốt đi. Úi dồi. Ôi dồi, úi dồi. Ui, các bạn thấy không? Quả bay hơi bị được. Quả bay hơi bị được. Ui, ok. Hết rồi, hết hơi rồi, hết hơi rồi. Ui, gần được rồi, tôi gần mở được khẩu súng mới luôn. Ui, vip thực sự ạ. Rồi, tôi lại có 1600 rồi. Bây giờ thêm một viên đạn nữa, bắn khỏe hơn. Thêm một phát này, rồi 10 viên thì kiểu gì, kiểu gì mà trả lên. Kiểu gì mà trả lên. Lên, lên, lên luôn. Lên luôn. Lên luôn. Lên luôn, ok, đấy đúng rồi. Lên luôn. Lên luôn. Ui ôi 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 ui ôi. Ui, hơn 1000m luôn các bạn ạ. Ui, được đấy. Các bạn thấy chưa? Bây giờ khi mình là người có tiền rồi, mình làm cái gì nó cũng dễ. À, súng mới này nhìn có vẻ giống như kiểu súng khoan tường nhỉ. Đây ó. Ai ó. Ui. Ui, khéo lắm. Ui, khéo lắm này. Ui ôi. Ui ôi. Khéo lắm này. Bay được. Ui giời. Bao nhiêu? Ui giời, 58%, 59%. Ui giời, hơn 1100m luôn các bạn ơi. Suýt nhá, suýt rồi. Một chút nữa thôi là anh em mình lại mở được súng mới luôn. Lại là người có tiền rồi. Nâng cấp 2 viên, 2 phát. Cái phát đạn bắn đầu tiên nó sẽ tăng thêm 5%, cũng khá là quan trọng. Ok, để hết tiền rồi, buồn thế. Lên, 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 lên,
lên, lên nữa, lên nữa, lên nữa. Còn mày cao thế nhỉ? Ôi, tôi cá đuối, đuối rồi, cá đuối rồi, cá đuối rồi. Ok, lần này bay chưa được hiệu quả cho lắm, nhưng mà không sao các bạn ạ. Ui 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 ui, new new gun luôn, trong khi tôi vẫn chưa hết ạ. Ui 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 ui, bay gì mà khiếp thế, căng quá các bạn ơi. Hơn 3000 mét, tức là khẩu súng này của tôi bay được đến hơn 3 cây số các bạn ạ, ghê thịt. Ui vẫn chưa dừng lại, vâng vẫn chưa dừng lại, để xem nào, để xem kỷ lục của tôi nào, có khi còn mở được 2 khẩu súng mới luôn chứ đùa. Ok rồi, và tôi đã vừa trở thành nô lệ của quảng cáo, và bây giờ anh em mình quá là giàu luôn chứ còn gì nữa. Bây giờ tôi sẽ cộng thêm mấy cái boxer đi. Đấy, chọn súng mới ngay. Đây rồi, water gun à, súng nước à, tức là anh em mình sẽ bắn ra nước đúng không? Ui dồi, easy. Đâu rồi. Easy luôn. Ui, mở luôn súng mới. Được chưa? Đấy, đẳng cấp không ạ? Các bạn thấy được không ạ? Bắn một phát thôi là tới nóc luôn, tới đỉnh cao của danh vọng luôn nhá. Bây giờ tôi hiểu rồi, tôi hiểu cách chơi rồi. Cộng cái này, cộng thêm cho mấy phát bắn đầu tiên đi, cho nó mạnh. Ok, bây giờ anh em mình zapper khẩu này trông hơi phèn nhỉ. Tôi không thích màu da cam lắm. Ui dồi, ai à? Ui dồi, bay khiếp vậy. Đâu rồi? Ôi tôi chết rồi. Từ từ. Ê, với cái hướng như thế này tôi bắn nó chỉ có thụt lùi thôi. Khó nhỉ. Cày thế, bắn một cái trở về cố hương luôn ạ. Đây rồi, quả này mà còn không về đích được nữa thì hơi bị buồn, mở súng mới luôn. Trời ơi, chỉ cần bắn chuẩn thôi là mở được súng mới ngay các bạn ạ. Súng mới nhìn có vẻ vip đấy. Ui dồi ôi, quả này tôi đoán chắc phải 6000 mét. Không biết có lên được 6000 không? Ừ, 6000 thật. Đấy, hơn 6000 mét luôn, ghê không? Ui dồi ôi. Thôi, dừng. Được rồi, bay thế là đã rất là khủng khiếp rồi, không cần bay nữa. Đấy. Ok, và với cái khẩu súng trông khá là xịn sò này, để xem, với một phát bắn. Rồi, bay cũng gần được một nửa rồi đấy. Ui dồi ôi. Đâu rồi? Nó bay cao quá, tôi không nhìn thấy cái đường đạn ở đâu để mà tôi bắn nữa các bạn ạ. Rồi, đã cá đuối phết rồi đấy, 77% thì tôi nghĩ là cũng được, cũng ghê gớm rồi. Đây rồi, vớ vẩn quả này tôi lại mở được súng mới luôn này. Kìa, ui, kìa 96% rồi kìa. 96% rồi mà không được, cáu, hơi bị giận nhá. Đây rồi, quả này có được không? 8 mấy phần trăm rồi này, 8 mấy phần, đúng rồi, 8 mấy phần trăm, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, phải thế chứ lệ. Vâng, vẫn còn bay nữa các bạn ạ, vẫn còn bay nữa, vâng, sung sướng thế nhỉ? Chưa bao giờ tôi cảm thấy là khi mà tôi ném một khẩu súng của mình bay xa đến mấy km mà tôi lại thấy phê đến như vậy. Kìa, ui dồi, ăn nốt vào cái kia kiểu gì bay được thêm tí nữa. A few moments later. Rồi, và tôi lại mở được thêm vài khẩu súng mới rồi. Mấy khẩu này hơi cùi nè, tôi không quay, tôi cắt qua luôn. Và bây giờ, đây, mình đã mở được cái khẩu gọi là board gun à. Và chuẩn bị, chúng ta sẽ lên đến những cái súng màu xanh nước biển các bạn nhé.
hồi hộp lắm này. Để xem một phát tôi có qua được không. Rồi, quả này hơi bị khoai rồi các bạn ơi. Tôi thấy bay chậm chậm như thế này là có điều không lành rồi đấy. Khởi vạn sự khởi đầu nan là lúc đầu anh em mình phải bay thật là nhanh. Ấy, nó phải bay như thế này nó mới gọi là xứng tầm, các bạn hiểu không? Đấy, nó xoay ngược như thế này thì là tốt nhất là các bạn không nên bắn nhá, để đợi nó xoay xuôi chiều anh em mình bắn sau. Đấy. Đấy, rồi hết đạn rồi. Chắc quả này không qua được rồi các bạn ạ. À. Không mở được súng mới rồi. Buồn thế nhá. Kìa, ăn thêm một cái gì đấy để anh em mình bay lên khoảng 30% nữa thì có vẻ đẹp không? Nha. Rồi, hết hẹo rồi các bạn ạ. À. Hết vẹo rồi. Kìa, cố lên. Bay thêm đoạn 84% là cũng khá là ok. Nào, để tôi bắn quả này tập trung này. Đấy, ít ra thì nó phải tốc độ nó phải như thế này chứ đúng không? Còn 7 viên tôi sẽ để dành. Tôi sẽ để dành để tí nữa anh em mình bắn nốt phát cuối được 50% còn lại là hợp lý. Ui dồi ôi. Tốc độ vẫn ghê gớm lắm các bạn ơi. Đây rồi. Đây rồi, 90% rồi, còn 4 viên. 90% còn 4 viên. Ui, còn mở được luôn. Trời ơi, tôi phá kỷ lục của chính mình chưa? Bay 9.000m, gần 10 cây số luôn ạ. Úi giời. Phê thế nhỉ? Ôi 10.000m luôn các bạn ơi. Ghê. Thôi được rồi, 10.000m là xứng đáng lắm rồi. Đây, bây giờ là tôi sẽ cộng nhiều hơn vào cái one shot đầu tiên nhá. Và mình sẽ cộng hết vào đây đi, cộng hết vào cái ammo boxer đi. À bây giờ chọn súng. Anh em mình chọn đây. Đây vẫn là súng nước mà đúng không? Ui. Có khi quả này một phát lại qua luôn này. Để xem nhá. 51% và 52% rồi mà tốc độ vẫn khá là nhanh. Ok. 69 và 70 rồi. Bắt đầu tôi cảm thấy là tốc độ bắt đầu có vẻ chậm hơn rồi đấy. Nhưng em vẫn đang duy trì được. Vẫn đang duy trì được một cái vận tốc khá tốt. Chỉ là bay nó không được cao thôi. Bay không được cao. Ủa rồi. 97, 98. Ui, ngon rồi các bạn ơi. Mở được AK rồi. AK cụ hồ. Uầy, AK này còn là AK vàng cơ ạ. Ghê thế nhờ. 10.000 mét rồi này. Có khi tôi lại còn phá kỷ lục của chính mình chứ đùa. Rồi, đây, bây giờ là anh em mình mở được AK vàng. Đâu? Ừ đây, AK vàng đây. AK gold nhá. Ui dồi ôi, khẩu AK của tôi bây giờ có bay được hơn 15.000m rồi các bạn ạ. Đây là một kỷ lục mới nhá. Tôi đã mở được luôn súng mới rồi. Tôi đoán cái khẩu này tôi thấy nó giống khẩu lục cá sấu. Đây rồi, 16.000m, siêu kỷ lục luôn ạ. Đấy rồi, sắp đến súng tím rồi các bạn ơi. Đấy, à, cái này thì tôi thấy nó giống con khủng long hơn. Đấy rồi, tôi đã mở luôn được một khẩu súng tím. Và bây giờ mới phát hiện được ra là không phải chúng ta bay càng cao càng tốt đâu các bạn ạ. Không cần phải bay cao đâu. Cái quan trọng là anh em mình phải ăn được nhiều ấy. Ăn được nhiều cái hộp đạn ấy. Úi dồi ôi, thỏng rồi. Tôi muốn ăn được nhiều hộp đạn nó mới có sức bật thì nó mới bay nó mới xa được các bạn ơi. Nó mới gọi là tăng tốc độ được ấy, kiểu như thế. Đây rồi, tôi đã mở được khẩu súng cuối cùng trong cái hàng súng tím. Và bây giờ thì chúng ta sắp sửa mở được súng Legend. Tôi sẽ cố gắng các bạn nhá.
Ôi, bay siêu nhanh luôn rồi các bạn ạ. Bây giờ phải nói là siêu tốc độ nhá. Tôi nghĩ là khẩu súng của chúng ta đang bay với tốc độ của âm thanh. Và âm thanh nhá, thậm chí còn phải thuê Grab thì mới đuổi kịp chúng ta được. Tôi hy vọng là anh em mình mở một phát ăn luôn súng vàng. 80% rồi mà vẫn chưa thấy súng nó rơi xuống thì quả này khả năng cao là anh em mình mở được luôn này. Vẫn còn thừa nhá, vẫn còn thừa 4 viên đạn, anh em mình không thèm bắn. Tôi nghĩ quả này là chúng ta sẽ có được một cái ai rồi, ôi kỷ lục mới rồi, kỷ lục mới các bạn nhá. 17.000, để xem quả này thì với 4 viên đạn còn lại tôi có thể lên được đến 20.000m hay không đây. 20.000m, rất xa đấy các bạn nhá, rất xa đấy. Wow. Thậm chí nó còn chưa kịp rơi xuống luôn các bạn ơi. Tôi nghĩ chắc là phải gọi Uber thì mới đuổi được kịp tôi. Ui giời kìa. Đúng rồi. Đấy, đúng rồi. Ui. Lại thêm được mấy nghìn mét nữa các bạn ạ. Cứ tưởng là cuộc chơi kết thúc, ai ngờ đấy mới chỉ là bắt đầu. Đấy, vẫn hít được thêm một cái hộp đạn nữa. Ok, kỷ lục mới, 20.000m. Súng vàng. Ui, súng vàng. Wow. Nhìn là có vẻ khét mù đấy. Để xem bắn này như nào. Úi dồi, rồi, quả này tôi lại cho nó bay lên cao rồi. Bay lên cao tôi cảm giác là nó an toàn hơn là anh em mình cứ bay là mặt đất như thế này. Sau khi mà tích tụ đủ năng lượng thì anh em mình cho nó cứ bay vút lên. Đấy, như thế đấy mở cho nó sướng. Úi dồi, tốc độ này tôi thấy là cũng khá là được. Nhưng mà khả năng để mà anh em mình có thể mở được luôn súng cuối cùng thì chắc là chưa. Đấy, biết là nó rơi ngay mà. Vẫn hơi đuối nhỉ, vẫn hơi cà đuối đấy. Nào đâu rồi. Ui dồi, hết xèng rồi. Ui hết xèng rồi, 75%. Nào, mở nốt đi. 30% còn lại liệu có bay đủ không? Hơi hồi hộp đấy nhá. Để tôi đoán xem nào, tôi đoán là không. Tôi đoán là không các bạn ạ. Đấy, ui dồi, gần rơi rồi nó mới ăn được thêm một bạn với cay không ạ? Cay quá đi còn gì nữa. 84% ở lượt bắn đầu tiên. Nâng cấp cái này đi. Rồi. Nâng cấp sức mạnh của phát bắn đầu tiên. Đấy, anh em mình cứ bay ở cái tầm là này là rất là đẹp. Ok à, mãi không tính trúng được nhỉ. Tự nhiên là bay cao bay xa rồi. À, tôi thấy tỷ lệ phần trăm tăng cũng khá là nhanh ấy. Không biết quả này có qua được không, tôi vẫn không cảm thấy tự tin cho lắm đâu. Nhưng mà hy vọng 70 rồi, à nhầm 60% rồi. Chắc quả này sẽ được khoảng 70% với 7 viên đạn còn lại thì ok. Chẳng nhẽ chúng ta lại không thể làm được gì với 7 viên đạn còn lại đúng không? Không thể như thế được. 80%. Đấy đó, 80%. Ok, còn 2 viên cuối cùng. Chẳng nhẽ lại không làm gì được với 10%. Và còn 2 viên đạn nữa. Ok, quả này tôi tự tin là anh em mình có thể làm được. Chín. Ok nhá. Còn 2 viên đạn. Nhưng mà tôi không thèm dùng, được chưa? Đấy, 17.000m tôi chỉ cần vượt qua được thôi, chứ tôi cũng không cần phá kỷ lục làm gì cả. Để anh em mình sử dụng súng VIP nhất rồi phá kỷ lục, thế thì nó mới đẳng cấp. Đấy rồi, bây giờ tăng cái gì đây? Cái gì cũng mình cũng muốn tăng. Thôi, tôi tăng đạn lên đi 25 viên. Và chúng ta Rainbow Gun lại có hình con ngựa. À ok, tôi biết rồi. Đây là cái con ngựa này nó sẽ ra cái cầu vồng. Đúng không? Wow, đẹp thực sự luôn ạ. Nó có hình con ngựa. Và nếu như các bạn để ý kỹ thì cái để mà chúng ta bóp cò súng ấy thì nó tương tự như là các bạn hiểu ý tôi mà đúng không? Súng LGBT. Đâu rồi? À,
Bây giờ là không có súng mới, thế là chúng ta chỉ cần gọi là để xem phá được kỷ lục như nào thôi. Úi giời ơi, chưa được 10.000m thì quả này là hơi bị khó phá kỷ lục rồi. Để xem nào. Bây giờ anh em mình phải bay được khoảng 15.000m và còn 6 viên đạn này thì may ra mới phá được kỷ lục các bạn ạ. Nhưng mà tôi thấy là tốc độ này cũng nhanh đấy chứ. Tốc độ này là cũng khiếp khủng đấy. Chưa thấy súng rơi nhỉ? Chưa rơi. Rồi 13 rồi. Nó rơi rồi các bạn ơi, nó rơi rồi. Được rồi, 15.000m và 6 viên đạn còn lại. Hy vọng chúng ta sẽ có thể bay được nốt 5.000m cuối để phá được kỷ lục. Thế mới gọi là đẹp đúng không? Được rồi, bay cao thế. Đây rồi. Ok, ok nhá. Chắc là không được đâu, chắc được khoảng 18.000m là cùng. Tôi đoán thế. 18-19.000 gì đó. Ấy hả. Vẫn còn bay được phát nữa. Suýt phá được kỷ lục rồi. Ok, và với quả súng kỳ lân đực này thì tôi đã bay được 18.000m trong lần thử đầu tiên. Ôi ơi, ở lần thử thứ hai này thì hiện tại tôi đã bay được hơn 20.000m. Phá kỷ lục, ok. Chúng ta đã phá được kỷ lục rồi. Và để xem nào, lần này thì chắc được khoảng 22-23.000. Lần này hơi bị hên đấy các bạn ạ. Lần này ăn được cực kỳ nhiều cái hộp đạn luôn. Thế nên là tôi 25.000. 27.000. Ôi giời, chết rồi. Có khi còn hơn 27.000 đấy chứ đùa. 27.000, chắc là được khoảng 27.000 thôi. Ok, tại vì tôi hết đạn rồi. Đấy, 27.000, đây cũng có gọi là kỷ lục ghê gớm của tôi đấy, phải đùa. Kê không? Kết xuống mặt đất đứng cũng rất là đẹp. Rồi ok, để xem lại nào. Và trong video ngày hôm nay, tôi đã mở khóa được toàn bộ tất cả những cái loại súng có trong con game này. Ôi giời, đây là khẩu súng kỳ lân đực. Tại sao tôi lại gọi là kỳ lân đực thì tôi đã giải thích cho các bạn rồi. Chắc chắn đây không phải là con cái, tôi nói với các bạn thế luôn. Legendary và nó có tên là Rainbow Gun. Ok, và chúng ta đã mở được nó, cũng đã phá luôn kỷ lục của chính bản thân mình. Đây cũng là một khẩu súng khá là VIP. Rồi ok, và chắc video này mình sẽ kết thúc ở đây. Đừng quên là nếu thích con game này, hãy nhấn like cho video để ủng hộ mình. Đăng ký kênh Pop Pro nha, để giúp mình sớm đạt được 2 triệu người đăng ký. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Rồi, hẹn gặp lại mọi người video sau nhé. Còn bây giờ thì bye bye nhá. Bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.